Diễn biến về cơn bão này sẽ được chúng tôi cập nhật trong các bản tin thời tiết và thời sự được phát sóng trong nhiều khung giờ của kênh VTC14. Mời quý vị cùng chú ý theo dõi. Vâng thưa quý vị, nếu như mà khi ra khỏi nhà vào sáng sớm ngày hôm nay tại Hà Nội thì chúng ta sẽ bắt gặp một màn sương mù bao phủ khắp con phố, khu nhà. Đây cũng là tình trạng chung của các tỉnh miền Bắc, một số nơi ở vùng núi thì còn xuất hiện sương mù dày đặc. Dự báo hiện tượng sương mù sẽ tiếp diễn trong những ngày tới. Từ 4 giờ sáng nay, những người sống ở khu vực Hồ Gươm hay trên các tòa nhà cao tầng Hà Nội đều bị hạn chế tầm nhìn bởi lớp sương mù phủ lấp. Khoảng 8 giờ sáng khi nắng lên, sương tan dần và đến gần trưa thì biến mất. Mặc dù không quá dày đặc nhưng tầm nhìn của người dân cũng bị hạn chế phần nào. Theo các chuyên gia khí tượng, đây là hiện tượng sương mù bức xạ thường xuất hiện khi miền Bắc nằm trong khối không khí lạnh khô. Vào ban đêm, mặt đất phát xạ nhiệt mạnh làm cho lớp không khí sát mặt đất lạnh, hơi ẩm ngưng động hình thành lớp sương mù mỏng vào sáng sớm. Riêng một số nơi như là Hà Nội do tình trạng đốt rơm rạ nên hiện tượng mù còn kéo dài trong ngày. Dự báo sương mù sẽ còn tác động đến cuộc sống người dân miền Bắc trong những ngày tới, song mức độ thì không quá dày đặc.